Đây là cơ sở bảo trợ xã hội từ thiện Ngọc Quý của vợ chồng ông Nguyễn Quang Sức và bà Đỗ Thị Quý tại phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hiện tại, nơi đây đang cưu mang 38 em nhỏ và hai cụ già. Không nhiều người nghĩ rằng, trước đây cơ sở này là một khách sạn với quy mô rộng tới 1.000m², gồm 46 phòng đầy đủ tiện nghi. Nhưng từ những trăn trở với phận người, vợ chồng ông Sức và bà Quý đã quyết định ngừng kinh doanh và đưa những người có hoàn cảnh khó khăn về nhà mình để giúp đỡ họ. Không những thế, ông Sức bà Quý còn mở thêm một phòng khám đông y ngay tại cơ sở, rồi mời bác sĩ đông y có chuyên môn trình độ cao đến bốc thuốc, châm cứu, khám chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo trong tỉnh và các vùng lân cận. Thực tế học cái ngành thuốc cũng giúp cho bà con thì đến đây làm công tác từ thiện, hỗ trợ giúp bà con bệnh tật. Được cái gì mình hiểu được cái gì giúp bà con cái đó thôi. Không muốn bà con là lành bệnh. Tại ở đây từ thiện, ở đây người ta hút thuốc cũng không có lấy tiền mình. Giống như là mình cái tỳ lòng hảo tâm của mình muốn bỏ như mình bỏ. Ở đây người ta không có đòi hỏi. Cái chú ở đây khám cũng nhiệt tình cho mình lắm. Cũng khám xong rồi cũng dặn dò mình. Cái khi mà mình mà không có tiền thì chú cũng cho thuốc mình về luôn. Còn chiếc xe cứu thương này được ông Sức mua để chở các em và các cụ già tới bệnh viện mỗi khi họ đau ốm. Mình thì già lớn tuổi rồi, cũng nhờ cô bác thằng cha để giúp đỡ, ủng hộ để nuôi các bé gì sao. Rồi sau này các cháu lớn lên mình ráng cố gắng cho nó học thành tài, đi nước này nước kia với người ta. Hiện nay, ông bà đang chuẩn bị mở rộng thêm cơ sở của mình, để khi các em lớn lên thì có chỗ riêng để sinh hoạt và học tập. Các em học giỏi, nên người là nguyện ước lớn nhất mà vợ chồng ông Sức mong ước.